Thảo Quê xin chào cả nhà. Tưởng rồi thì mình cũng có làm cũng khá nhiều cục máy. Thành ra cái công việc mà rửa máy á, nó cũng thường xuyên. Hôm nay thì mình rửa một cái bộ lốc của cái máy 81 đó. Máy này thâm liền nha. Nhìn cái da nó đang thui vậy là biết rồi đó. Thì mình cũng chia sẻ cùng với cả nhà luôn. Thì cái cách mình pha cái dung dịch để rửa cho nó sạch bộ lốc máy này trắng tinh như mới ha. Đối với những cái vết bẩn mà bên ngoài vậy nè thì nó cũng khá đơn giản cả nhà. Mình chịu khó mình lấy xăng á, mình ngồi mình chà hơi lâu một chút thì nó sẽ ra. Nhưng mà đặc biệt bên trong này, cho dù mình có kiên trì mình ngồi mình chà từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối mà từ tối cho tới mai thì cũng không ra nổi ha. Đây, bây giờ ví dụ như mình đổ xăng vô mình rửa thì nó về rửa nhớt thì chỉ có rửa xăng thôi, hoặc là dầu. Dầu thì tính chất nó tẩy nhớt còn nhẹ hơn xăng nữa, thành ra nói về xăng là sư phụ rồi đó. Thì mình có rửa đi chăng nữa nó cũng sạch, là nó sạch cái nó không còn cái lớp mà nhầy nhụa đó. Đó, nó bị bẩn cái tay dính tay thôi chứ cái màu đen này thì nó vẫn còn, cho dù mình có ngồi mình chà hoài chăng nữa nó cũng vẫn còn. Đây là cái lốc xe 81 cả nhà. Mình đây là một cái máy rim. Mình tiến hành mình ráp lại kỹ lưỡng. Rồi mình sẽ quay video bán cho ai có duyên với nó. Mình ráp xong rồi mình quay video rồi ai thấy hợp nhãn thì alo mình gửi đường bưu điện. Hữu duyên thiên lý theo bưu điện. Vô duyên đối diện cũng không thèm. Đó là một câu ca dao mình tự chế ra. Và mình cũng rất là tâm đắc. Rồi, thì như cả nhà cũng thấy ha, nãy giờ mình chà thì nó cũng khá là lâu rồi đó. Nhưng mà nó có sạch đó, thì nó sạch là cái bề mặt này thôi. Mình rời tay nó không còn bị dính tay dính nhớt thôi, chứ nó không có tẩy được cái màu đen mà nó đóng dơ lâu năm nè. Đó, là nó đã dính khắn luôn rồi, xăng không thể nào tẩy ra được. Rồi, nó chỉ là vậy thôi. Còn có bên mà chưa có chà thì nó đen thui vậy luôn đó. Còn bên đây thì nó ửng ửng ra, có màu vàng vàng vậy nè. Rồi, bây giờ mình sẽ pha cái dung dịch của mình. Cái dung dịch này mình xài thì nó rất thông dụng, như cái chất tẩy rửa Sumo nè, thì nó cũng là dung dịch thông thường thôi, 50.000 một chai. Ở tất cả những cái tiệm đồ sắt đều có bán, rất là dễ mua. Và mình cũng mới mua về. Sumo cũng được, còn không thì xài phát lát này cũng được ha. Phát lát nè, thì cái bình này bự chà bá vậy luôn, cũng chỉ có 90.000 bình thôi, rất rẻ. Dung dịch nào cũng được, cái tóm lại dung dịch nào cũng được. Hôm nay thì mình xài Sumo, chứ bình thường mình cũng pha dung dịch với cái này không à. Đó, tóm lại cái nào cũng được nè. Với lại cái chai tẩy rửa máy nè, đó, tẩy vết bẩn xe máy nè, cái này thị trường bán trên mạng bán cũng nhiều, mà mấy tiệm đồ sắt bán cũng nhiều, cũng thông dụng thôi. Lấy Sumo vô đây. Rồi Sumo thì nó đặc ha. Rồi mình sẽ đưa cái nước tẩy rửa này vô để làm loãng nó ra. À, cái này là pha chung nha thì nó hòa tan. Nó sẽ sùi lên vậy nè. Đó. Rồi. Tiếp theo mình chế xăng thơm vô. Đó. Nhìn nó sủi bỏ kìa thôi chứ không có gì cả nha. Cái xăng thơm này á, pha chung với hai cái loại mà dung dịch này hỗn hợp á thì nó không có hòa tan. Xăng là riêng mà cái dung dịch hỗn hợp này là riêng. Thì cái xăng này á để nó quánh bay dầu nhớt
Rồi cái lò hỗn hợp này á, nó sẽ là làm sạch cái bề mặt xăng nó vừa tẩy qua ha. Thôi thì tính năng của nó là vậy thôi. Nếu bình thường mình dùng xăng thơm không á thì nó cũng ra, nhưng mà nó bốc hơi nhanh mà nó không có tẩy cái chất dơ, nó không có được tẩy liền, thành ra nó sẽ bám trở lại. Còn bây giờ á, xăng thơm nó tẩy qua là cái dung dịch sumo với lại cái chất tẩy rửa này nè, thì nó tẩy luôn, là lập tức là nó sẽ trắng liền. Rồi mình cho thêm mới sumo nữa nè. Bữa nay mình tẩy nhiều lóc, thành ra mình cũng pha nhiều, chứ bình thường pha miếng thôi cả nhà. Đó. Rồi, giờ bắt đầu là tẩy nè. Các nhà thấy không, mới vừa quẹt qua cái thôi đã trắng liền, thấy không? Mới vừa tẩy sơ qua thôi đã trắng liền. Xăng rửa qua rồi sumo với lại cái dung dịch mà mình vừa mới pha vô đó, dung dịch tẩy rửa lóc máy đó, thì nó quét trở lại, người trở lại, nó quét qua luôn là lập tức nó trắng liền đó, trắng như mới liền ha. Cái này tại mình rửa nhiều nên mình pha nhiều, chứ còn cả nhà mình mà rửa ít thì pha ít ha, không cần phải pha nguyên một ảng nước gì đâu. Mình quét á, mình quét vét dưới vét lên để cho nó vừa bám sumo mà nó vừa có xăng thơm luôn đó. Mình chà hai thằng này chung một lượt, nhưng mà hai này là nó không có hòa tan với nhau, mỗi thằng làm chuyện. Cái thằng xăng thơm á là nó tẩy bay ba cái vết đen này, rồi sumo nó tắp vô luôn đó, là cái thằng vết đen này nó không bám ngược trở lại được, là cái lóc mình nó sẽ sạch thôi. Còn cái nước tẩy rửa lóc máy á, mình dằn vô miếng để làm cho nó trắng nhôm, có cũng được không có cũng được. Nếu mà muốn tẩy sạch không không cần làm trắng thì chỉ sumo với là xăng thơm. Còn nếu muốn cho nó hoàn hảo hơn, nhìn nó trắng đẹp, thì mình sử dụng có luôn cái nước tẩy rửa lốc máy, dàn vô miếng thôi là nó hòa tan với sumo, là nó rất là nhẹ. Mình rửa rất là nhẹ nhàng, không có khó khăn gì hết. Khi mình pha vô cái hỗn hợp này là ba cái nhớt này, là mọi chuyện trở nên đơn giản. Nhớt này nhớt bám lâu năm nha, bình thường rửa xăng không bao giờ rắn được. Rồi giờ mình dùng lò nướng này mình xả nè. Vậy là mình vừa xả nước sơ qua thì nó cũng tương đối trắng rồi. Nếu như kỹ thì mình coi mấy góc cạnh này nè, mình chà thêm hồi nữa. Còn với cái hỗn hợp nước thánh này thì nó cũng chưa phải là bỏ đi đâu nha, thấy nó vậy đó chứ vẫn xài được hoài nè. Giờ tiếp tục mình đưa cái mới vô ha, ví dụ như mình chà ngay đốm này đi, là cái này mình chưa có xả nước luôn nè, nó còn cục cục luôn á, đen thui luôn á đó. Đó, đưa vô nó vẫn trắng bình thường chứ không phải là vậy cái là bỏ đâu. Đưa hoài đó.
cái hỗn hợp này nó ok chỗ đó cả nhà, chứ không phải như xăng hay dầu mình rửa qua cái rồi bỏ luôn, nó kẹo lại được bỏ luôn đâu. Cái này thì dơ nó sẽ đóng một lớp ở dưới, còn cái lớp trên vẫn là xăng thơm và cái dung dịch của mình nó vẫn còn, mặc dù nó đổi màu ra mà màu đen vậy đó, nhưng mà nó vẫn là tác dụng, nó vẫn còn ok. Thì mình mới vừa quẹt quẹt sơ sơ thôi mà nó đã sáng được một đoạn rồi nè. Đó. Còn chỗ này chưa quẹt thì nó còn đen. Rồi. Vậy là ok hết cả nhà. Video mình chia sẻ tới đây mình kết thúc video nha. Giờ mình đi làm chuyện khác. Cả nhà xem thấy con hữu ích thì tặng cho Thợ Quê một like để ủng hộ kênh Thợ Quê. Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào bộ clip sau. Bye bye cả nhà.